Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay kênh tiếp tục trở lại nhà vườn của chị Kiều Trang ở khu công nghiệp An Nhân với cô chú anh chị Châu Thành Đồng Tháp ha. Giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô phôi giấy nha, các loại luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, thì quý cô chú anh chị mình xem clip ủng hộ ha, và gặp anh Tèo để báo giá đo thông số cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi, chào anh Tèo. Rồi anh chào Tính. Dạ em chào kênh LTK Bonsai, chào tất cả quý cô chú anh chị gần xa. Nay em có về một số cây để giao lưu cùng quý cô chú và anh chị, rất mong sự ủng hộ anh em gần xa. Số điện thoại của em thì 0077 288 67 và 67 ha. Cô chú anh chị nào mà xem chưa rõ thì liên hệ qua số điện thoại em ha, em gửi chi tiết cho anh chị được xem. Rồi em vô cái cây mã số là chữ Y1. Em đặt cái mã số chữ cái để anh em không có không phải sợ lộn nha. Đó, chữ Y. Đó, cây rất là đẹp ha. Cây này cây sắc pháo một màu nha anh chị. Này mình chơi gắt cổng rồi cứ ngõ rồi ok nè. Đó, sắc pháo một màu thôi. Rồi cây Y1 chiều cao em nó tầm khoảng là 2 mét có hơn nha anh chị. Em báo chiều hao. Dạ hoành thân vị trí này em đo là được 38 mà em tính 37. Em bao cho cô chú anh chị đo lại nha. 37 hoành. Xây. Cây này sát pháo một màu nha cô chú anh chị. Ở đây được cục lọc bằng kia ha. Cây đặt quẹo à. Không có bọng bể gì hết. Hàng vip nha. Đó, cây rất đẹp. Lắc lắc nha, nhẹ. Cây này gắt cổng cửa ngõ ok anh chị ơi. Rồi cây mã số Y1, cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 2 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị gần xa ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là cây mã số Y2. Cây Y2 này là cây sắc pháo một màu nha cô chú anh chị, mini. Anh chị ở nhà phố, sân thượng, ban công chơi được. Cây này nó nhỏ nhưng mà đều cây nghệ thuật nha, dáng đẹp. Anh chị về thích thì chơi cây green, còn anh chị thích nhiều màu thì mình ghép vô. Hiện tại thì nó chỉ có một màu thôi, sắc pháo ha. Rồi nhìn đi. Em đo anh gì đi. Chiều cao nó được là 1m11 tính 1m1. Cái cần nó bay ra được như vậy là nó được 90. Cái này đặt quẹo anh chị ơi. Rồi em đo hoành thân vị trí này là nó 32. Cây đẹp nha anh chị. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà điều cây này là cây nghệ thuật anh chị ơi. Này sắc pháo giấy miền Nam mình ở đây ha, Châu Thành Đồng Tháp. Rồi cây mã số Y2, cây này mình xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 1.500.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú hoặc anh chị. Rồi tiếp theo là cây mã số Y3. Cây này anh chị nào mà thích chơi form lùa lùa thì nên lụm thằng này. Cây Y3 cũng là cây sắc pháo một màu. Cây này thì cây đặc nha, em bao hàng đẹp cho cô chú hoặc anh chị. Cây này không bọng không bể gì hết. Dáng nó bay bay ha. Đó. Anh chị về chọn dáng này cho em ha. Em thấy dáng này được nè. Đó. Rồi dịnh em luôn. Đó, cây rất là đẹp nha cô chú và anh chị. Rồi cái chiều cao nó bay ra được như vậy là 1m29, 1m30. Dạ hoành thân vị trí này là nó được 36. Cây em bao cây đẹp ha. Cây không có bọng bể gì hết. Cây đặc sệt luôn. Mấy cái này chơi tiềm năng không anh chị ơi. Thích thì chơi green ha, còn không thích thì mình chơi lô, ghép 4-5 màu vô. Rồi cây mã số F3 Y3 phải không? Cây mã số Y3 em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo là cây mã số Y4. Cây này cô chú hoặc anh chị về chơi dù bonsai được, đẹp ha. Đó.
Này là cũng sắc pháo nha cô chú anh chị, cây giấy ta, giấy mình đó. Đó, cây rất là đẹp. Rồi, đi. Chiều cao của em nó như vậy là được 84, chiều cao 84. Hoành thân như vậy là 48. Ồ, 84 48 luôn ha. Hết luôn. Rồi, xoay một vòng đi. À, cây này thì nó có một cái lỗ nhẹ nha, à, nó có một cái hang hang cua. Cô chú về xử lý nhẹ giùm em, còn không xử lý để gì cũng được bằng ngón tay của em à. Ha, nó cũng cuốn hai cái thịt này lại cũng sạch cứng nhắc à. Nó không có nặng nữa. Đó. Thì cây có sao em báo như vậy ha. Rồi cây mã số Y4, cây này mình xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 900k, em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú hoặc anh chị nha. Này quái nè anh chị ơi. Rồi tiếp theo cây mã số Y5. À, cây này chờ người ta trồng mà người ta sửa theo cái dạng giống như trái tim ha anh chị. Đó, anh chị thấy quái quái ha. Cái này về chơi phân dù là ok luôn. Đó, cây rất là đẹp. Rồi, cái này về chơi trái tim là ok anh chị ơi rồi. Im. Rồi cây mã số Y5, chiều cao nó được như là 2 mét. Dây mình thức gửi tới đó. Hoành thân vị trí này nó 46. Cây này là giấy sắc pháo một màu nha anh chị. Hàng đẹp nha. Đó. Cây này không bọng không bể nha, cây đặc nha anh chị. Dáng quái anh chị ơi. Rồi cây mã số Y5. Cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú hoặc anh chị gần xa là giá là 3 triệu 200 ngàn. 3 triệu 2 ha. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Bầu đi, bầu đi. Rồi tiếp theo cây mã số Y6. Cây này là cũng sắc pháo một màu nha cô chú anh chị. Này cô chú hoặc anh chị về chơi dù đẹp. Cái này thì một cốt mà nó có ba chi. Đó, này hàng đẹp nha. Rồi, cái nào mà nó có bọng bể lũa thì em sẽ báo cho anh chị. Còn những cây đẹp thì em khen đẹp nha. Rồi chiều cao của em nó cây mã số Y6 1m4. Cái này ba chi được có tán ngang là nó 77 nè. Anh chị giờ lập dù mau. Rồi hoành thân em đo vị trí này 56. Em bao cây đẹp nha. Cây không bọng không bể gì hết. Hàng VIP của anh chị ơi. Đó, cây rất đẹp nha. Rồi cây mã số Y6, cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 3 triệu 600 ngàn. 3 triệu 6 là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Ở đại đi đi. Rồi tiếp theo là anh chị nào mà có chơi phơm gác cổng lại đây. Đó, nhỏ mà có vỏ nha. Về gác cổng, gác cửa ngõ được anh chị. Rất là đẹp. Cây này cây sắc pháo một màu nha. Cây này nó nhỏ nhưng mà đều không có bọng bể gì hết, cây đặc. Rồi im. Cây này chiều cao nó rơi tầm 3 mét rưỡi anh chị ơi. Dây mình thức gửi tới đây nè. Từ đó lên chảnh là khoảng 2 mét nữa. Rồi em đo cái hoành thân nha cô chú anh chị. Dạ hoành thân nó được 29. Cây đẹp. Nhỏ mà có vỏ nha. Đó, cây đặc quẹo luôn. Này form gác cổng đúng bài bản luôn anh em ơi. Rồi cây mã số là F7. Cây hả? Y7.
cây mã số Y7, cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 2.100.000, 2.100.000 ha, em bao ship toàn quốc luôn, bao cây đẹp nha. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó dài hết hồn dài. Rồi tiếp theo là cây mã số Y8, là cây này là cây giấy Mỹ, mà điều Mỹ này là mình trồng ở ngoài nhà của dân cô chú anh chị chứ không phải Mỹ công nghiệp nha. Tại vì thường cây Mỹ công nghiệp thì nó mau lớn lắm, còn cây Mỹ này anh em người ta trồng tự nhiên ở ngoài á, thành thử nó lâu lớn em mới chơi, nó chất lượng cao hơn đó. Cô chú anh chị thấy không, thấy cái độ da nó chất lượng cao lắm đó. Này hàng VIP nha, cô chú hoặc anh chị mà chơi mấy cái này về thích chơi game thì chơi, còn không thích thì mình ghép ha. Chiều cao của em nói vậy là được 1m16 nha cô chú anh chị. Em đem về hãm gà chừng tầng chứ mấy mà nó xịt tược như vậy đó. Đẹp quá trời luôn anh chị ơi. Mấy này anh chị về chơi riêng cũng được. Rồi em đo hai vị trí để cho anh chị hình dung nha. 53 hoành eo. Hoành cũ 77 78. Để em quen dòng cho cô chú anh chị hình dung nha. Đó, hoành cũ là 78. Đặt sạch luôn, cây không có cái lỗi nào hết đó cô chú anh chị ơi. Rồi cái tán ngang, cái độ mà nó phân cái chi nó ngang đây gì nè, mình hạo thử cho anh em thấy luôn ha, là 77 nha. Đó. Rồi cây mã số Y8, cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 5.200.000, là em bao ship toàn quốc ha. Đó, cây rất là đẹp. Rồi em mời cô chú hoặc anh chị vô một cây hàng VIP của em. Nay mình có về cái cây này, anh chị mà về lợp cái bàn trà cũng được, hoặc là gác cửa ngõ cũng được ha. Này hàng đẹp nha anh chị, lâu lắm mà mới về được cái cây mà phơm cao mà hàng đẹp như gì. Này sắc pháo nha, hai màu nha cô chú anh chị. Ồ sắc pháo ấy, lộn, em xin lỗi nha, cây này em báo lại chuẩn là nó có một màu thôi, em nhớ lộn, nhớ cái cây trước của em bán rồi. Rồi chiều cao của em nó là tầm là 3.5 m nha, nếu mà lấy hết luôn là tầm 3.5 m. Dây mình thức gửi tới đây. Ồ mà chỗ cái co đó mà nó bay ra đó chắc cũng tầm khoảng 1.7 m nha anh chị. Cây đặc sệt, mà cái đặc biệt hơn là cái cây này nó năng, nó năng cái cây điều luôn. Rồi giờ em đo ở đây thử cho anh chị hình dung nha. Dạ hoành thân vị trí này nó 57 nha, 57 hoành. Cây thì không có bọng bể gì đâu, em bao hàng đẹp. Để em đo thử lên đây một cái cho anh chị hình dung cái cây nó năng nè, 40. Thử đây một cái nữa đi cho anh chị hình dung luôn, chứ giờ lên đây là nó còn 30 35 nha. Đó, nó năng cái cây đều lắm anh chị, nhờ camera chạy giùm, tại cây này lớn quá em không lên được cái bằng quay ha. Đó, cây này anh em mà có xanh sữa mua đi bán lại thì mình sẽ báo qua cái giá điện thoại ha. Anh em cứ alo mình qua điện thoại để cho anh em có mua đi bán lại cũng ok. Mà cô chú hoặc anh chị mua về chơi giá nó cũng rẻ ha, tại vì mình không có báo giá trên trên công khai ha. Đó, giá nói thiệt với cô chú anh chị là giật mình luôn đó. Mà đều có cái này, nhiều khi anh em mua những cái cây lớn này nè, người ta còn mua đi bán lại mình không có báo ha. Thì cái cây mã số là Y9 này, anh chị hoặc cô chú mà có nhà ý thích thì cứ alo trực tiếp qua số điện thoại 0077 288 6767 ha. Em sẽ báo giá rất là hợp lý luôn. Rồi cây mã số Y9 là cũng cuối video của chương trình. Cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị đã thời gian qua ủng hộ kênh LTK Bonsai. Xin chân thành cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị. Xin chào, hẹn lại.